Hồi sáng thì mấy chú cháu cũng mua được mấy cá trê vàng cho nhà. Chiều nay thì mấy chú cháu sẽ kho mắm ăn cơm. Cái trê vàng này thì trên kênh người ta đem xuống bán, chứ ở đây thì không có. Ôi, ngộ cái vàng đã. Cái vàng này đúng ngon. Bập ụ ha. Đúng trê vàng. Trê vàng mùa này là màu này nè. Dạ. Nên nước nó có bạc rồi, cái con cá nó xanh ra liền. Dạ. Mùa nào ấy màu kia. Hả? Cái màu nước lên á, cái là nó trở lại màu vàng mới trê vàng. Cái này trê đen. Nhưng mà cái thối thịt nó màu vàng. Thao đổ ra. Anh Đen thì chừa một mớ cái bóng đen để mình kho chung với cái chê vàng nè. Cái bóng đen thì cái thịt nó dẻ với lại thịt nó ngọt lắm. Còn cái chê vàng thì thịt béo hết chứ hả? Anh Đen nói gì? Chắc không hết đâu, mình bằng phân nửa thôi. Tại vì cái chê vàng cũng nhiều rồi. Cái này mình gặm tới sáng nó cũng sống không? Dạ. Tại mấy con này sáng trên khô nó hợp được chứ. Mắm này thì mình có là mắm cá linh với mắm cá sặc nha cả nhà. Trước giờ mình nấu mắm với gan thì mình sẽ nấu hai loại, cái linh cá sặc nấu chung nó sẽ ngon hơn. Rồi, giờ nấu mắm rồi. Nhiều mắm này nhiều quá. Tương đối nhiều hả? Ừ, nhiều kho mới ngon. Ăn mắm kho thì phải đậm đà. Rau để ăn mắm thì mình thấy là có rau tay tượng như cả nhà. Rồi rau cần ống. Cần ống còn được gọi là cần nước hay cần nước gì đó chú hai. Rau đắng, khổ qua, cà tím. Gỗ bên đây thì mình có là được rau càng cua. Rồi bông súng ma. Mùa này mà được ăn cái còn bông súng ma là mình phải biết trân quý. Tại vì hết mùa rồi. Nhưng mà cái này nó còn mọc trong một cái ao. Mùa này nó khoảng mùa của nó. Dạ. Bữa hổm nói cũng lâu rồi chưa ăn mắm thèm, bữa nay làm điện hay chứ? Ừ. Để lâu nó nguội. Nói về món mắm kho thì người dân Nam Bộ mình có nhiều cách để chế biến. Mình kho ăn cũng được hoặc là mình ăn sống cũng được. Con mắm cá linh, mắm cá sặc này là mình sẽ trộn với tỏi, ớt ha, đường, làm chanh vô. Ăn cơm cũng được. Là vớt liền. Dạ. Ly rượu con. Ăn mắm kho thì nhất định là phải có thịt ba gội như cả nhà. Thiếu cái này thì không được, cái là mắm nó sẽ không béo. Không ngon. Khi mà mình tước cái cọng bông súng này cái mình nhớ cái lúc lên đồng ha nè. Dạ. Lên đồng rồi đâu có mua gì. Lo nhỏ này. Bây giờ mình sẽ phi tỏi, ớt, sả để mà xào cái thịt ba gọi đó lên. Ăn mắm kho này là thích mấy bữa trời mưa. Bữa nay thời tiết không mưa rồi, thôi ăn đại thôi. Ừ, ăn đại. Đến nhau khác thôi. Rồi, để thành thịt. Cho vị vô luôn, nó thấm với thịt. Đường. Này để gia vị tạm thôi, chứ nếu mình đem còn thêm gia vị nữa. Thường mình nấu mắm kho mình sẽ để đường hơi nhiều chút xíu, tại vì bản chất mắm nó rất là mặn. Để cho thấm thịt này chút mình để thêm. Dạ. Mắm bây giờ người ta làm bán là còn đỡ mặn nha, nhưng mà mắm hồi trước mà ở nhà mình làm nó còn mặn dữ nữa. Đúng rồi. Như chú hai mà ví dụ như con mằn con mắm mà con mằn mà con để ăn lâu á ha. Dạ. Không để ăn cho nấy á thì con mằn cho hơi mặn một chút. Là con chiên nó không có gã. Dạ. Cái thứ hai nữa là làm miếng mặn mau á thì làm phải lạc. Hồi đó mà kiểu này mà đi đặt lờ vô mà cá sặc rồi ha. Dạ. Cá chốt, không mắm thờ thầy. Hoặc là dính ốc bua cũng thể vô kho chung luôn. Ừ. Hoặc là tép. Tép. Biến chớp. Mà ai có gì kho nấy vậy? Dạ. Rồi xong rồi đi ra rồi hái mớ rau vườn vô. Ừ. Được bữa cơm. Đó là cái con dừa đi thăm lời ha, là con dừa hái rau đủ thứ. Dạ. Rau rau muống rồi ô đủ thứ loại rau. Cái tự ngon, cái tự rau ngổ, con súng rồi. Đặt lờ thì cũng nhanh dính cá nha. Cái lần sau mình canh nước lớn đặt ngay cái dòng chảy nó là chút xíu là thăm, chút xíu là thăm. Rồi, hai cái mắm rồi. Nhìn thấy nó kẹo luôn ha. Ừ. Tùy theo vùng miền mà mình chọn ăn mắm với loại rau nào. Ví dụ như mình về Cà Mau thì mình sẽ ăn mắm với cái cọng bồn bồn. Ừ. Còn ví dụ như mà về Sóc Trăng hay Bạc Liêu thì ăn với năng bột gì đó chú ha. Ừ. Cầm cà nào giờ công năng đó chú hai. Thẩm chú hai điện dưới chú hai mới biết ăn đó, hồi dạ. Đâu biết ăn đâu. Con thì con chưa ăn luôn. Ừ. Kêu bằng năng gì đó, năng bột hay năng bọt gì đó. Năng đó, năng bợp. Năng bợp ha. À. Năng nó còn làm đổ mắm là thầy. Còn nếu mà đi về dùng một quá kiến tường thì mình ăn với hẹ nước. Hẹ. Rau dừa. Dạ. Còn về mình thì biết ăn với gì không? Rau muống. Ừ, mình ăn rau muống đầu. Hoặc rau tai tượng. Ừ. Rau đắng. Nó hồi xưa mà ăn nồi mắm này là cái thứ nhất là phải có rau dừa. Dạ. Nó là rau dừa. Mà hồi xưa ông bà xưa người ta dễ ăn lắm con ơi. Thí dụ như nhà có ai đi hái rau dừa thì ăn rau dừa, còn không có ai hái rau dừa thì đọt xài nè. Dạ. Đọt xài non, xài ghép mình đó. Dạ. Rồi con ăn cũng được. Cái lá xoài non chấm vô cũng bắt lắm. Con cuốn chấm vô thầy luôn. Như cái đợt mình làm mắm cá chốt là chú hai trao đường cát hả? Cát. Dạ. Với con gạo, con gan, dừa hơi thơm rồi cái đàng hoàng cái con bỏ vô cối con xay. Xay cái đầu là con mắm mình tới, con mắm mình con nghe hôi ha, rồi vớt ra là bắt đầu bóp nước, chắc bóp nước hết cho nó khô. Yeah. Khô ra vào lấy đường trộn vô để mình cắt. Chứ bây giờ kiếm đường thùng cũng hơi chua. Đường thùng giờ ừ. Đường viên không à. Rồi cái mình lấy đường cát mình trộn vô rồi là bắt đầu mình trao gạo mắm nó nhìn vô mình để vô cho nó thơm, nó dừa thấy dừa đây là rồi. Dạ. Yeah. Vậy. Tháng sau là cũng nhanh ăn ha. Ừ. Thật ra con mắm cá chốt hay là cá linh, cá sặc gì ăn cũng ngon hết. Quan trọng là cái cách người ủ mắm với lại chao. Đúng rồi. Rồi ai mà có điều kiện hơn nữa thì làm mắm cá lóc. Cá lóc thầy. Đó chuyên gia là mắm cá lóc là nhiều. Ai đó cá lóc dữ lắm. Dạ. Bây giờ chú hai sẽ để cá chê vô trước nha cả nhà. Còn cá bóng thì nó sẽ mau mềm lắm, mình sẽ để sau. Cá này nè, hồi đó mà mấy cái năm đó mà chú hai tắt đìa ha. Đầu vô cái chê con thấy đó ha thì thâu cá lóc về cái bắt đầu cá mà ghẻ đập yeah. Đầu bằng mắm hết thằng bà xúm lại bằng rồi con thấy lấy ruột nó ha, trời ơi nó quên chua ruột chua chiều nhậu thì thôi. Mà thường hồi đó mà mấy cái lúc mà tắt đìa cá nhỏ cũng như bà ngoại em lấy làm mắm mấy bà già chiên cái vụ đó mình thì lựa cá bự mình bắt không. Hồi trước thì tắc đìa người dân miền Tây mình sẽ chọn con cá lóc mà bự nhất để mà nướng hoặc là nấu cháo ăn. Còn mấy con mà vừa cỡ bắp tay nữa mình sẽ đem đi làm mắm. Đó, giống như gọi là cá dẹt rồi đó. Đó mới đầu là vô chuẩn bị là đầu gầu dai đi ra là hai thằng cặp là bắt đầu mấy thằng ở không nữa đi dài anh bờ đó. Có cá nhảy lên á, bắt nướng cái cặp này ra tới cặp khác nhảy vô. Dạ. Tát chứ đâu có máy móc gì bơm như mình vậy đâu đó đi quẩy cái gầu dai đi là rồi đó. Gào dai mà không biết tác ha là giật cắm đầu đó. Cứ không biết không biết giật ha là coi như là múc thảy xuống rồi múc lên ha, dở không lên là đuổi cái đầu luôn. Hai người sẽ đồng sức kéo. Bây giờ kiếm cái đồ tác gào dai là cũng hơi khó đó. Không giờ khó kiếm. Hai người rồi nếu mà một cặp mà xứng là ta phải từ 1000 mới ra. Dạ. 1000 gào á. Có đếm không lúc nó tác có đếm không? Đếm chứ gấp thi mà. Thời đó thấy mà nói tác đìa thì ham cá thiệt chứ mà có cái nó cực cái là dùng vụ có tác gào. Dạ. nhưng mà vui. Gánh cá về gánh không nổi nữa. Có gánh về không chứ hai thằng gánh gì gánh về. Như mấy thời đó tháng giêng tháng 2 này nè, nước cạn nè, xuống mò mấy cái gốc cây gáo mình gần mé sông á, sụp xuống đó, lỡ xuống đó. Mò cá rô biển con nào cũng lấy bành bành gì nè, mò mà 3-4 gốc cây thôi là đủ ăn rồi. Yeah. Giờ dễ gì đâu mà còn tới cỡ đó. Bây giờ cho mò 8 gốc chưa đủ ăn, chứ đừng nói 3 gốc. Không, bây giờ đi mò cá lô kiến thì được ha. Mò cá lô kiến. Cá lô kiến thì nó đây nó quá nhiều. Một cái mò cá lô kiến, hai nó ở nhà gần chợ mò mau lắm. thấy mấy gốc cây, mấy rễ cây dục xuống cây bắt cá đừng, mấy rễ cây đặt bóng tượng nữa, nhiều lắm. Dục gì rồi đó là mà con có một cái bụi tre thôi, bắt đầu đốn tre cái lấy nhánh bó lọn này nè, dục xuống dưới đó, dưới sông vậy đó, cái gì bắt đầu đi ra là tới thí dụ nước ke gông này ha, thảy xuống nước kém tới đầu đầu lụm gì dở lấy dưới lấy cái củ xúc bự nè, yeah. Con hứng một cái nó tuột xuống, con vợ con cá rô biển ngu lắm, con dở khỏi nước với cái bóng này nè, bóng đen nè, yeah. Tuột xuống lo mà ăn á, giống như mình đi dở trà mà mấy cái rô biển mình núp trong ha, hoặc là tôm nó núp trong đống trà, để cá bóng vô luôn. Cái con cá bóng này nè, không biết anh Xui với thằng Hoàng không biết làm sao ha, với cái con cá bóng này hiện trường bây giờ là cũng như cái mùa tháng 7 mùa này là Lào bắt đầu nó thả nó trôi theo lục bình, nó đeo trong lục bình không, yeah. Lúc đó đặt không có một con luôn, nhiều khi đeo vô nó đẻ trứng, không nó đeo vô nó đẻ mà nó nước cái đầu nó đi hoài tới đó nó con đặt không có một con nữa, mùa này đặt mới chạy nó nè, yeah. Chỉ đó như bởi cái mùa như mùa nói tháng 6 tháng 7 đây là ở hồi lần em đi hay xúc kêu xúc mô á, cắt lá chuối khô mình nè, cái cột chùm lại rồi cái đi xúc gỗ xúc cá chạch nè, rồi cá bóng đen nè, rồi tép, coi như đồ mấy loại cá nào nó dựa vô đó là xúc dính hết trơn. Dạ. Bây giờ làm thử coi, nói chứ làm 50 mô chưa được một nồi có mắm nữa. Quá chừng cá. Này cái chảo này cá nhiều mà thịt cũng nhiều. Ngồi này mà không làm xị thì có lỗi với người nấu quá chú Năm ơi. Cái nồi mắm này bây giờ cái nước mời 8 người đó ăn. Vậy chứ mắm thì sáng mình hâm lại mình ăn cơm cũng ngon đó. Ừ. Mình có rau chấm vô là bắt ghị à. Hồi trước mình kho mắm buổi sáng á chú hai, là mình ăn nguyên ngày á, chiều mình nấu gì nữa đâu. Mắm này ở đó hả, con nói nội mà con đi ra con dở lời con đi vô nè bắp chuối chim rồi ha. Dạ. Thôi. Rồi bông súng vô thôi. Dữ dằn lắm bây giờ hiếp. Nhà chú hai là bằng mắm 3 đời đó. Đó bà nội chú hai làm mà. Rồi đó ba mẹ chú hai là hiện trường về chứ chú hai thì miếng đi đồng là cá là không chịu làm khô ăn chân ha. Dạ. Con làm mắm để dành nó về ăn. Làm khô nhiều khi nhậu hứng lấy cho. Làm khô như xui đó đâu còn đâu. Như chú hai tới giờ còn mắm ăn hết. Bây giờ anh hai phải về nghiên cứu lại đặt lấy cái bản quyền mình làm mắm như thế nào, cái tên hiệu của mình sao. Làm đặt mình đừng có bán luôn, đặt mình làm mắm bán. Chứ con làm mắm này nó cũng có lợi hại lắm nha, đặt câu ví dụ nhiều người làm hay là con mắm bị lạc hay là bị có dồi liền. Dạ. Yeah. Nhưng mà chú hai làm không bao giờ có dồi, để chú hai làm chú hai trao thính đàng hoàng, chú hai hái cái cọng thuốc dồi mình á. Dạ. Yeah. Cứ ngấy và bỏ lên nắm vậy là rồi bao con luôn. Muối lạc làm ta kêu. Ủa lần sao? Cái cọng thuốc dồi để làm gì? Cọng thuốc dồi để cho đừng có dồi á. À. Nó độc lắm á. Ngộ vậy hả? Cọng ra thuốc dồi độc lắm. Cái cọng đó là nấu canh ăn được mà. Ừ. Ăn tím nó ăn là nên thuốc à. Nó bó vụ chặt tay chặt giò cứ bung gân xương yeah. Nhẹ bó nó cũng hay lắm. Thôi đừng đánh không. Bây giờ mình đợi cà tím chín á, coi như là nhắc cái bếp này xuống được rồi đó. Khổ qua thì nó mau chín đó. Thì xong rồi đó. Mà hai thứ này thứ nào con ăn sống cũng được chứ mà. Dạ. Con nhớ hồi trước ăn mắm chưng mình vẫn hái cái trái cà tím mà non đó, ừ. Vô chấm ăn rất là ngọt. Mắm kho cũng được, sắc mỏng ra chấm nào ăn cũng được. Mà cà này ăn sắc không ngon, bẻ vậy đó. Dạ. Bẻ là lãi à. Càng cua, rau đắng. Hai cái loại này ăn sống thì ngon. Này thiếu bông điện hả này. Điền điển chưa tới mùa. Thôi kệ, vậy có bông súng ma thay thế được kìa. Đói bụng chưa chú Năm? Đói bụng rồi đó. Anh xui đói bụng rồi kìa chú hai. Đói bụng bới con ngựa trước anh. Nghe mùi mắm là thấy đói rồi đó. Chú Năm nói nghe mùi mắm là cảm thấy đói rồi đó. Nó chỉ sạch nồi cơm nữa chứ. Vừa không? Trời, nồi mắm này đã. Sáng này chú hai kéo có lý không? Ít xỉu rồi con. Nước này nó không có chạy, tại không có nước nào sát trơn á. Dạ. Còn đặt thôi có nước sát mới chạy. Về bữa nữa. Nước này giờ ở đây cũng thất, mà chởn cũng thất, không có chỗ nào chạy. Cũng như con đặt, ví dụ như con nước mà nó cạn sát đi, cái con đặt diện cá nó mới đi ra đi vô rồi được. Dạ. Nước lớn lên cái đi vô, còn này không cạn mà đâu có đi vô đi ra gì đâu mà có. Thật ra hôm nay mình để cá bóng vô chỉ làm phụ họa cho mấy cái khứa cá chơi vàng. Mấy món cá kia thôi. Để cá bóng vô là không thấy cá bóng luôn à. Này con nghĩ ăn cá bóng bữa nha. Cá bóng rút giường hết. Ủa nóng, quá nóng rồi. Để này chú hai ưu tiên cho miếng nước vô để hồi mình chấm rau dễ ha. Tôi mới biết làm kiểu này theo trên xuôi, nãy giờ nóng là hết mút luôn. Tôi nói vậy, cá không à. Hôm nay con cố tình lựa cái dây thịt ba gọi mà có mỡ nhiều chút xíu chứ ha. Để khi mà mình xào nó ra cái mỡ nó béo lắm. Rồi buổi chiều cũng có kho mắm ăn cơm, cũng mời cả nhà ăn cơm với mấy chú cháu ha. Rồi xin mời cả nhà luôn. Xin mời cả nhà. Ăn món mắm kho này là cái thứ nhất là hao rau sống nè. Cái thứ hai chú hai biết hao gì không? Hao nước uống. Với lại hao cơm nữa. Ừ, cơm. Ba người có ba cái thích ha, em mà gấp thịt đắng. Chầm tới không? Chưa. Mắm này còn thiếu một thứ nè. Mắm này hơi lạc lạc hay vậy. Ừ. Mà lạc thì chấm rau mới được. Thiếu thứ gì? Ớt. Hả? Thiếu ớt. Đừng mắm kho chứ đâu phải ớt kho đâu. Hồi nãy có bầm ớt nha chú Năm, nhưng mà chắc không đủ đô chú Năm quá. kho này ha, hồi đó là em chiên cho ăn mắm kho với tương kho dừa, tương hột anh rồi, tương hột kho dừa. Thì cắt lúa như mắm kho này mình để tới chiều ăn trưa, tới trưa ăn, nhiều khi tới chiều mình còn ăn đồ được. Tương kho dừa cũng được. Dừa ăn. Tình không gặp con bóng mặt. Cái mùa này mùa cá mắm tôm, bữa nào mình đặt cá mắm tôm miếng giấm xương bữa anh ha. Cá mắm tôm rồi, nhúng giấm rồi nhậu được không? Không ngon. Cá mắm tôm nhúng lẩu mắm nhậu cũng ngon. Chị béo béo làm sao đặt đi làm Sài Gòn mà nội mà tiền này tiền kia không ấy nha, tiền mua gạo ăn cũng mạt, giờ không mắc. Thời điểm đó là đi lên chỉnh làm hồ thôi. Từ lúc đó phụ hồ lên chỉnh phụ hồ ngày con 180. Sau lúc đó chú hai không làm thợ chính đó. Ngày phụ được tầm bao nhiêu lâu? 2 tháng mấy á. Bởi vì nó có cái ống dài vậy đó, cái mình kêu cần ống luôn à. Mà cần ống này thì dễ trồng. Chơi con gà thịt mềm dễ ăn ha. canh cũng gom không? Cũng theo như cũng gom vậy hả? Coi năm bánh cuộn nè. Này mà còn được cái cọng rau má giường mà còn nguyên cái gốc rễ đó ha. Ừ. Mình cuộn nhũ chấm cái trời. Cái rau má mà nhổ rễ luôn nguyên của hũ ha, nhổ rễ luôn rửa cho sạch. Ăn đó mới ngon. Bóng gã rồi.